số người có thể cảm nhận từ trường thanh tịnh của các vị giác ngộ và khi nhìn vào mắt của các vị ấy cũng có cảm giác rất đặc biệt sư đã từng có trải nghiệm này hay chưa Xin thưa là trong Phật giáo truyền thống đặc biệt là các vị tu sĩ rất là cẩn trọng khi mà nhắc đến cái từ giác ngộ cứ chỉ giác ngộ mà không có nói bừa được bởi vì khi nói giác ngộ là chỉ nhắc đến các bậc thánh thôi mà làm làm sao anh biết được một vị có phải là thánh hay không làm sao anh biết một vị có phải là thánh hay không trong kinh tạng á, được vô nói là chỉ có một vị chứng sơ quả thì mới biết là người khác có chứng sơ quả hay không nhưng không thể biết người khác có chứng nhị quả hay không tức là dù là thánh thánh bậc thấp chỉ có thể biết được cùng bậc với mình thôi không thể biết được thánh bậc cao thánh bậc cao mới có thể biết được cái người cùng bậc với mình và cái bậc thấp hơn cho nên anh dựa vào đâu mà anh biết một người là thánh khi anh biết một người là thánh tức là anh gián tiếp anh tự nhận anh là thánh và cái chuyện này là cái chuyện đại kỵ chuyện đại kỵ của một vị tu sĩ còn phàm thì có khi là do niềm tin thì họ tin đủ thứ hết trơn thì sao không nói tới nhưng mà một, một vị tu sĩ thì hết sức cẩn trọng với cái từ này chỉ có thánh thì mới có tư cách dùng cái từ giác ngộ thôi đấy ừ. cho nên là làm một cái mệnh đề nó đã bỏ rồi thì những cái mệnh đề khác mình cũng không cần bàn tới chi nữa. Đấy. Và chúng ta phải hết sức cẩn thận như sư nói rồi hết sức cẩn thận. Còn nếu trong các cái cái trong các cái giới mà tu sĩ với nhau á một vị chứng thánh thì vị ấy cũng không có cảm thấy là cần thiết để mà nói cho người khác biết. Vì ấy, sức, vì ấy hết sức cẩn thận hết sức cẩn trọng dù là các vị tỳ kheo với nhau mà nếu như có một vị chứng thánh thì ấy cũng hết sức cẩn trọng chứ không phải là nói chuyện chơi đâu cái thánh nó không phải chuyện thường bởi vì nó dính đến cái giới bất cộng trụ thứ tư là nó dốc cái pháp thượng nhân đấy và quý vị hỏi là đã có những cái trải nghiệm thực chứng hay không sư góp ý với quý vị như thế này, đừng bao giờ hỏi một vị tỳ kheo về những câu hỏi đại loại như vậy. Thứ nhất là nếu vị ấy không trả lời thì rất là kẹt. À, mà vị ấy trả lời đó, vị ấy đương nhiên vị ấy sẽ trả lời sự thật. Ví dụ như là à, tôi chưa từng có những trải nghiệm đó. Nhưng mà tốt nhất là đừng bao giờ hỏi. Tốt nhất đừng bao giờ hỏi một vị tỳ kheo vị ấy sẽ không bị vị ấy có những cái hạn chế để mà không bao giờ nói những cái kinh nghiệm thực chứng của vị ấy huống chi là những vị không có thực chứng gì để mà nói và khi quý vị hỏi những cái này sẽ đẩy vị tỳ kheo đó vào cái thế kẹt đấy cho nên thường những câu hỏi như thế này là sẽ không được trả lời và sư khẳng định là sư không có chứng đắc gì hết trong kiếp hiện tại cho đến thời điểm này sư chưa có sự bất kỳ chứng đắc một cái pháp thượng nhân nào thì sư không có ha, sư khẳng định cái chuyện đó đi à, ngoài nhưng mà đương nhiên khi ở gần những cái vị có tâm từ thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái mát mẻ từ cái tâm từ của vị đó thì khi quý vị gần gũi những vị đó quý vị sẽ biết sư không bao giờ sư không nói sư là người có từ tâm để mất công ấy. quý vị nói là à, sao con ở gần sư sư con có thấy cái gì đâu nó cũng kẹt bởi vì uh, thôi thì nhiều lúc cũng phiền não như ai ha? Uh, nhưng mà sư từng uh, gần gũi một vị có tâm từ gần gũi một vị có tâm từ thì nó nó mát lạ lắm nó mát lạ lắm. Uh, nó mát từ cái từ tâm của vị đó nhưng mà sư nhắc lại, vị ấy không có một cái bằng chứng gì để mà nói là vị ấy là một vị giác ngộ. Và ừ. Ừ. còn cái chuyện mà cảm nhận từ trường thanh tịnh thì sư cũng kẹt quá. Nói thiệt, mấy cái câu này sư không muốn trả lời chút xíu nào hết. Thôi bỏ qua ha.